Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở tới cái bài số 10 đúng không nào? Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho em bắt đầu từ bài 11 em nha. Và thầy cũng nói luôn là chúng ta nên tham khảo ở cái bộ Cánh diều và bộ Kết nối tri thức. Đặc biệt là bộ Kết nối tri thức thì người ta cho rất là nhiều bài tập em. Từ phần luyện tập trung cho tới phần bài tập cuối chương ở chương 4 này, cực kỳ nhiều bài tập luôn. Chúng ta có thể qua bên đó để chúng ta làm rồi mở video thầy xem, tại vì thầy cũng đã giải chi tiết cho em ở 3 bộ. Em hiểu là cái cách làm và cách học của chúng ta là như vậy. Chúng ta sẽ đi sang ở câu 11 em. Cho tam giác ABC vuông tại A, cứ mạnh dạn vẽ. Ok, vuông tại A nên ta có B, đây có C ở đây. Chứng minh rằng AC trên AB sẽ bằng sin B với sin C. Như vậy ở đây chúng ta cần phải tính sin B và sin C. Như vậy vuông tại A thì BC sẽ là cạnh huyền. Bây giờ thầy sẽ tính sin B trước. Bây giờ thầy tính sin B ở đây. Sin thì bằng đối này, đối chia huyền này. Sin B, sin của B sẽ bằng là đối này chia cạnh huyền này. Như vậy AC trên cho BC. Rồi bây giờ thầy sẽ tính sin C, góc C ở đây. Như vậy sin C thì bằng đối này, cạnh đây bây giờ trở thành cạnh đối chia cạnh huyền này, đối chia huyền. Như vậy AB trên cho BC. Như vậy ở đây người ta nói là chúng ta lấy ở đây là AC trên BC sẽ bằng sin B trên sin C. Như vậy bây giờ chúng ta lấy sin B trên sin C. Từ đây chúng ta suy ra sin B trên sin C sẽ bằng, nghĩa là chúng ta lấy thằng này chia thằng này. Nghĩa là ở đây chúng ta lấy AC trên BC, chúng ta chia cho AB trên BC. Chia thì nhân nghịch đảo. Chia ở đây là phép chia thì trở thành là nhân nghịch đảo, trở thành là ở đây nhân cho BC trên AB. Thì BC này hết, như vậy nó còn là AC trên AB. Vậy sin B trên sin C sẽ bằng là AC trên AB. Điều phải chứng minh xong. Các em hiểu chưa nào? Điều phải chứng minh. Ok, vậy thôi. Hiểu cách làm chưa? Rất là dễ luôn. Thầy nói cái chương này dễ lắm, nhưng mà nó bù lại cái chương 5 là hơi khó nha. Thầy nói trước cái chương đường tròn là hơi khó đấy. Chuẩn bị tâm lý trước đi. Cái nào khó thì nói khó, mà cái nào dễ thầy sẽ nói dễ. Giấu giếm các em để làm gì? Giấu giếm các em để làm chi? Đúng không? Rồi ok, chúng ta sẽ đi sang vào câu tiếp theo. Câu 12. Người ta yêu cầu này cho góc nhọn alpha biết sin alpha bằng 0,8, tính cos tan cota. Cái này thì dễ ha, cái này thì cực kỳ dễ nghe. Đấy, quá dễ luôn. Tại vì sao này? Khi mà chúng ta cho sin thì chúng ta sẽ tính được cos, mà khi có sin và cos rồi chúng ta sẽ tính ra được tan và cota. Chúng ta đã có công thức rồi. Như vậy thì chúng ta nhớ này, ta có công thức này này. Sin bình phương alpha cộng cos bình phương alpha sẽ bằng mấy? Bằng 1. Ở đây người ta đã cho các em biết sin alpha, chúng ta thế ở chỗ đây. Các bạn từ đây chúng ta suy ra cos bình phương alpha sẽ bằng 1 trừ cho sin bình phương alpha. Chúng ta thế vô lấy 1 trừ sin alpha là bằng 0,8 thì trở thành là 0,8 bình phương. Như vậy cos bình phương alpha sẽ bằng, chúng ta sẽ lấy 1 trừ cho mở ngoặc ra 0,8 đóng ngoặc bình phương ở đây. Ở đây sẽ bằng là 9/25. 9/25. Đúng nào? Đó. Nên từ đây chúng ta suy ra cos alpha sẽ bằng là cộng trừ căn bậc 2 của thằng này là bằng 3/5 đúng không? 3/5. Mà cos á, mà ở đây chúng ta cos alpha á, thì nó lớn hơn 0 và nó nhỏ hơn 1. Đúng không? Như vậy nên từ đây chúng ta sẽ suy ra cos alpha, chúng ta chỉ lấy ở đây là 3/5. Chúng ta loại cái âm 3/5 ra, tại vì nó lớn hơn 0 nên cái số âm ta loại ra. Khi chúng ta có sin và có cos thì chúng ta sẽ tính ra được tan. Hiểu không? Như vậy thì ta có ở đây là tan alpha sẽ bằng là sin alpha chia cho cos của alpha. Như vậy sin alpha của chúng ta hồi nãy chúng ta vẫn lấy ở đây là 0,8 này. Như vậy sin alpha của chúng ta vẫn lấy đây là 0,8. Cos alpha đây sẽ là 3/5. Như vậy kết quả ở đây chúng ta lấy ở đây là 0,8 trên cho ở đây cho 3/5. Kết quả ở đây máy tính ta tính ra bằng 4/3. Được nào? Cô tan, để tính cô tan ta có hai cách. Cách 1 chúng ta có cô tan alpha thì bằng là cos alpha trên sin alpha thì bằng ở đây là 3/5 trên đây cho 0,8 thì chắc chắn cái này sẽ bằng 3/4. Cách 2 để tính cô tan chúng ta có thể áp dụng thầy công thức là tan alpha nhân cho cô tan alpha sẽ bằng mấy? Sẽ bằng 1. Nên từ đây thầy có cô tan alpha sẽ bằng 1 trên cho tan alpha. Như vậy người ta lấy 1 chia ở đây cho 4/3 thì kết quả ở đây cũng sẽ bằng 3/4. Nghĩa là ở đây phần tính cô tan nó gồm cả hai cách như này. Rồi chúng ta muốn áp dụng cách nào thì áp dụng. Đó. Ở đây chúng ta ghi chỗ đây là ta có này. Đó, cái bài làm người ta rất là đầy đủ rồi đó. Vậy ở đây chúng ta có này. Đó. Được chưa? Nhớ cái điều kiện của cos để chúng ta loại cái âm 3/5 này nha. Tại vì tới chỗ đây là có hai giá trị này, cos bằng 3/5 và cos bằng âm 3/5, nên ta sẽ loại cái âm 3/5 ra. Tại vì ở đây cos alpha nó nằm ở trong cái khoảng giá trị này. Đó, vậy. Ok chưa nào? Nhớ cái anh cô tan này chúng ta làm hai cách. Thì trong quá trình làm ấy thì thầy trình bày hai cách, nhưng trong quá trình làm thì em chọn một cách để chúng ta làm ở trong vở thôi. Khi nào giáo viên các em ở trên trường yêu cầu các em làm hai cách thì chúng ta làm hai cách, chứ không ta chọn một cách thôi nha. Rồi, ok. Ta sẽ đi xem ở phần tiếp theo. Như đây em. Câu 13. Tính giá trị biểu thức. Ui, cái bài này dễ mà ha. Cái bài này quá dễ các em. Ví dụ câu A này thì chúng ta bằng luôn này. Số 4 để đó trừ sin bình phương của 45 độ. Sin của 45 độ là bằng căn 2 của 2 trên 2 đúng không? Các em, sin của 45 độ bằng đây, căn 2 của 2 trên 2. Như vậy thì ở đây ta mở ngoặc ra, tiếng ta bấm máy tính luôn nha. Bình phương cộng 2 nhân cos của bình phương 60 độ, cos 60 độ. Cos 60 độ bằng 1/2 đúng chưa? Nhân ở đây cho 1/2. Thầy vẫn bấm để chúng ta thấy. Không? Trừ ở đây cho 3 cô tan mũ 3 45 độ. Cô tan của 45 độ bằng 1, nghĩa là đây là 1/3. Ở đây là 1/3 này. Kết quả ở đây sẽ bằng, đã bấm này, 4 này. Trừ mở ngoặc ra căn bậc 2 của 2. Đó, chúng ta cứ bấm bình tĩnh đầy đủ bình phương. Rồi, cộng 2 nhân 1/2 bình phương ta tính nhẩm được ta là bằng 1/4. Cái nào nhẩm được thì nhẩm luôn đi. Trừ 3 nhân 1/3 là bằng 1. Kết quả ở đây bằng 1 nha. Ở đây bằng 1. Xong câu A. Được chưa? Ta sang câu B. Cái này dễ mà. Cái này quá dễ luôn. Tan 45 độ bằng 1. Cos của 30 độ. Cos 30 độ bằng căn 2 của 3 trên 2. Đúng không? Cô tan 30 độ là bằng căn 2 của 3 đúng không nào? Phải không? Đấy. Như vậy thì ở đây thằng này nhân này bằng 3, chứng tỏ thằng này bằng 3/2 này. Câu C. Sin của 15 độ, sin của 75 độ, cos 15 độ trừ cos này, sin đây. Thì lập những cái thằng này á, chúng ta áp dụng dùm thầy công thức phụ nhau. Như vậy sin của 15 độ chúng ta sẽ kết hợp với gì? Các em, sin của 15 độ chúng ta kết hợp với âm của cos của 75 độ này. Vậy nó, tại vì cos của 75 độ thì bằng sin 15 độ. Các em hiểu không? Cộng sin của 75 độ thì áp dụng với thằng này này. Trừ cos của 15 độ. Đúng chưa? Và cộng cho sin của 30 độ riêng vào đây. Và chắc chắn thằng này bằng 0 và thằng này bằng 0 này. Tại vì sao này? Sin của 15 độ. Để đó, cái cos thằng này thì chúng ta viết trở thành là sin của 15 độ. Hai này trừ nhau bằng 0 này. Hiểu không? Cộng sin của 75 độ thì thầy cũng sẽ viết trở thành là cos của 15 độ trừ đây cho cos của 15 độ. Còn đây cho sin của 30 độ. Hai này bằng 0 thì C này sin bằng sin của 30 độ. Và kết quả đây bằng 1/2 này. Sin của 30 độ là bằng 1/2 đúng không? Đây là các giá trị lượng giác đặc biệt nên chúng ta cần phải nhớ. Rồi ok. Nghĩa là chúng ta khôn khéo một xíu, chúng ta nhóm để nó ra các cái cặp mà gọi là hai góc của nó phụ nhau á, để chúng ta triệt tiêu ha. Rồi đây anh em, thầy cũng in sẵn ngay em đáp án này, rất là rõ ràng chi tiết luôn. Quần qua quần lại nó cũng chỉ nhiều công thức đấy thôi em, cái lượng công thức của chúng ta cũng khá là ít chứ nó không có nhiều nhá. Câu A, câu B, câu C. Quá rõ ràng và quá dễ hiểu hơn em ha. Các em nên vào ở bộ Kn tri thức á, bài tập nó nhiều lắm em, chúng ta vào đó để chúng ta xem và chúng ta lấy bài tập đó để chúng ta thử làm, tự mình làm thử đúng không? Nghĩa là ngoài cái việc mà thầy cho không có cho bài tập về nhà mà thầy biểu các em qua cái phần Kn tri thức thì chúng ta cũng có mục đích của thầy. Cái phần đã coi như là phần bài tập về nhà, đó chính là phần bài tập của cái bộ sách kết nối hoặc là bộ Cánh diều, đó chính là phần bài tập về nhà cho các em á. Hiểu chưa? Câu 14 này, cho tam giác OBQ vuông tại O. Thấy vuông tại đâu nghĩa là kỹ là vuông tại O cái này nè. OBQ có góc BD bằng 39 độ và BQ là bằng 10 cm, thì chứng tỏ vuông tại O thằng này là cạnh huyền này, góc nằm ở đây thì cạnh này sẽ là cạnh đối và đây sẽ là cạnh kề này. Hãy giải tam giác vuông OBQ. Giải tam giác vuông nghĩa là chúng ta đi tính tất cả các cạnh và tính tất cả các góc của cái tam giác này. Như vậy thì ở đây chúng ta đã có một góc này rồi thì chúng ta tính tại góc Q. Chúng ta tính góc Q này bằng cách chúng ta lấy 90 độ trừ cho góc B, tại vì góc B và góc Q là hai góc phụ nhau. Như vậy đây chúng ta có 90 độ trừ cho góc B. Góc B chúng ta bằng 39 độ thì kết quả đây sẽ bằng 51 độ. Xong. Chúng ta đã có cái góc này rồi này. Bây giờ thầy sẽ tính cái cạnh OQ và cạnh OB rất là dễ luôn. Chúng ta chỉ còn nhiêu đây thôi là chúng ta tính được này. Bây giờ tính OQ, đối này, huyền góc, đối huyền góc ta sử dụng sin. Sin của 39 độ. Đúng không? Sin của 39 độ thì sẽ bằng sin thì bằng đối chia huyền này, sẽ bằng OQ trên cho gì? QB. Nên từ đây chúng ta suy ra OQ sẽ bằng ở đây là QB nhân cho sin của 39 độ. Như vậy QB ở đây bằng 10 nhân ở đây cho sin của 39 độ ha, gần bằng. Làm tròn đến hàng phần gì? Hàng phần 10, nghĩa chữ số thập phân thứ nhất. Ta lấy 10 nhân cho sin của 39 độ bằng 6,3 ha. 6,3. Được chưa? 6,3 cm rồi. Bây giờ để tính cạnh kề này. Cạnh này cạnh đối, thằng này cạnh kề. Kề góc huyền, kề góc huyền, kề góc huyền ta sử dụng cốt. Cốt của 39 độ. Cốt 39 độ bằng kề chia huyền, như vậy bằng OB chia cho QB. Đúng không? Nên từ đây thầy suy ra mục đích ta đi tính OB sẽ bằng là QB nhân cho cốt của 39 độ bằng 10 nhân cốt của 39 độ sẽ gần bằng. Rồi chúng ta nhập đi tính nữa hay xong. 10 nhân cho cốt của 39 độ 7,8 anh em ạ. 7,8. Rồi xong. Bài 14. Nó rất là đơn giản vậy các em. Nói đơn giản thì đơn giản nhưng mà ở đây chúng ta cần phải nắm cho thật chắc. Hiểu chưa? Rồi. Vậy đó. Nắm kiến thức thật chắc là người ta làm được thôi. Cứ nhớ giải tam giác vuông nghĩa là chúng ta giải tất cả các cạnh và tất cả các góc của nó ra. Được chưa? Thầy em, thầy chuẩn bị sẵn cho em này. Cạnh này bằng 10 ha. Rồi, như vậy clip hôm nay tới đây kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp em 2-3 còn lại. Chúc em học tốt, bye bye nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh Thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hoa lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chà.